trong hội đồng xét xử lỗi là do bị cáo, vì tại bị cáo mà tất cả các đồng phạm của bị cáo đã là nguyên điểm của nhiều gia đình của các nhân viên đồng phạm của bị cáo cũng muốn nói là sẽ còn xin lỗi các gia đình của nhân viên tại bị cáo mà đã là nguyên điểm của nhiều gia đình. Khi hai anh em bị cáo bị bắt và mẹ của bị cáo cũng đã hay tin hai anh em bị bắt và mẹ bị cáo đã bị tai biến và nằm liệt giường, bị cáo xin lỗi ba mẹ và xin lỗi các gia đình anh em. Bị cáo luôn họp là nghiêm cấm khi khách sử dụng ma túy trong quán. Khi bị cáo phát hiện khách sử dụng ma túy trong quán, bị cáo đã có ngăn cản và bị khách đánh gãy 4 đốt sống dẫn đến tay chân và phải đi xe lăn cả đời. Khi công an quận 12 đã có thủ lý điều tra và đã làm rõ vụ án. Bị cáo trong những mấy ngày mà bị cáo bị tạm giam trong chiếc quà thì trong chiếc quà đã tạo điều kiện cho bị cáo ra bệnh viện ngoài chữa trị, nhưng mà tại tình hình của bị cáo nặng không thể chỉ được, là do bị cáo là bị tay phải ngồi xe lăn suốt đời. Kính mong hội đồng xét xử khoan hồng và giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo về nhà trị bệnh và báo hiếu cha mẹ già và còn hai con nhỏ ăn học. Những lời sau cùng trong phiên tòa được bị cáo Trần Ngọc Phúc, tức Phúc XO, 37 tuổi, nói lên trong nước mắt. Sau tất cả, Phúc XO nói lời xin lỗi đến gia đình mình, đến các đồng phạm và gia đình của họ. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị mức án 10-12 năm tù cho Phúc XO, đại gia đeo vàng giả, vì tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Không như những giang hồ hay nói chuyện đạo lý trên mạng, Phúc XO chỉ muốn khoác lên mình những trang sức vàng giả để tạo bề ngoài lạ mắt, đánh bóng tên tuổi, được nhiều người chú ý để thuận lợi cho việc kinh doanh và để câu like kiếm tiền. Nhưng như trong lời sau cùng của Phúc XO đã nói, Phúc nhận sai khi đã chứa chấp cho khách sử dụng ma túy ngay trong quán karaoke của mình và phải ngồi trong phiên tòa này để nghe bản án dành cho mình. Học đến lớp 1 nên không biết chữ, phải nhờ người khác đứng tên quán karaoke rồi thuê lại giấy phép với giá 20 triệu đồng mỗi tháng. Phúc kiếm lại hàng trăm triệu đồng mỗi tháng khi cho khách sử dụng ma túy. Tiền bạc đã không giúp cho Phúc có được cuộc sống hạnh phúc hơn, mà còn kéo theo 12 người khác cùng phải vào tù. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị tuyên các bị cáo Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Đinh Văn Đức, Đỗ Quốc Thịnh, Lê Văn Dương Em, Cao Văn Thịnh từ 7-9 năm tù cùng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Trần Ngọc Tài, em của Phúc, bị đề nghị từ 4-5 năm tù. Đặng Trung Nghĩa từ 18 tháng đến 20 tháng tù, Trần Thị Quỳnh từ 12 tháng đến 18 tháng tù, Nguyễn Thị Mộng Đan từ 9 tháng đến 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Sang bị đề nghị từ 9 tháng đến 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Những phút huy hoàng le lói trên mạng xã hội đã chấm dứt. Nó quá ngắn ngủi với những bi kịch trong quãng đời tù mà Phúc XO đã và sẽ đối mặt. Người ta rồi sẽ sớm quên Phúc XO một thời gây bão mạng khi đeo hàng chục ký vàng trang sức đến sưng cổ. Quên Phúc XO với những siêu xe mạ vàng mang biển số ngũ quý. Hào quang ngắn ngủi mà Phúc XO đã trải qua cũng giả tạo như những số vàng mà Phúc đeo trên người. Cũng mong manh như những tấm đề can Phúc dán lên để biến những chiếc xe máy tầm thường thành siêu xe.